Hôm nay chúng ta sẽ vào cái phần liên quan đến public website. Thì nó có mấy cái phần như này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Và chúng ta sẽ mở lại cái web thực phẩm của chúng ta. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến cái việc là public nó ra thành một cái bộ file để nó chạy trên được máy chủ, đúng không? Thì nó như thế nào? Chúng ta sẽ viết ở đây. Anh sẽ ghi rõ ở dưới này nhé. Ok, click có sai. À, cái bước này là cái bước mà anh thích nhất. Tại vì trước đây anh cũng học. Mà học cái bước này thì gần như là học trước cả khi mình viết code code được nhiều ấy. Nghĩa là bây giờ mình lúc nào mình cũng mong là cái website của mình làm nào thì mình rất là tò mò là làm thế nào để nó có thể chạy để trên trên một cái domain, đúng không? Một cái domain như thế này. Đấy, rất là tò mò, đúng không? Làm sao nó chạy này và mọi người có thể truy cập được cái sản phẩm của mình. Đấy, có nghĩa là anh chỉ biết code HTML CSS cơ bản thôi mà đã nghĩ đến đoạn này rồi, là đã dùng làm thử rồi. Tại vì rất là tò mò. Đấy, vì cái này thì cũng chỉ làm một hai lần thôi. Đấy là nó sẽ quen. Đấy, nhưng mà vẫn phải tìm hiểu. Nếu mà bạn nào mới tìm hiểu thì cảm giác nó rất là mông lung nhá. Còn đến bây giờ thì chúng ta sẽ học cái này, chúng ta sẽ thấy nó rõ ràng hơn. Đầu tiên chúng ta sẽ phải đóng gói anh ấy, đóng gói website chúng ta, website ASP chúng ta. Thứ hai là chúng ta phải đi tạo một cái máy chủ. Được chưa? Tạo một cái máy chủ. Thứ ba là chúng ta phải đăng ký một cái domain và đăng ký. Mình. Anh hay nói tiếng Anh ở đoạn này. Tại vì sau đó bọn bạn sẽ quen, đấy nhá. Nói đến domain các bạn sẽ nói đến tên miền nhé. Domain. Tiếng Nam thì gọi là tên miền. Này. Thứ tư. Thứ tư. Là sẽ cài đặt IIS để public website. Website. Đây chúng ta sẽ có bốn cái phần như thế này. Đấy. Thì trước tiên chúng ta sẽ đóng gói cái website lại đã. Được chưa? Để đóng gói thì nó chính là cái việc mà tạo. Chúng ta sẽ đưa tất cả code C thang thành file DLL. Chấm DLL. Chỉ thế thôi, đúng không? Còn những cái file liên quan đến giao diện view này, CSS, JS, đúng không? Thì vẫn giữ nguyên, nha. Kể cả file config nữa, config nha. Đấy chưa? Thì giữ nguyên. Và chúng ta sẽ thực hiện cái bước này. Các bạn sẽ vào đây. Các bạn nhớ là khi mà chạy cái này phải build chuẩn nhá, build OK rồi nhá. Có nghĩa là nó phải build success. Đây. Để success rồi chúng ta mới public nhé. Rồi chúng ta sẽ phải chuột vào cái project này. Đây. Phải chuột này. Bạn chọn public. Thì nó có rất nhiều cách để public. Chúng ta có thể new một cái. Ở đây anh tạo rồi. Nhưng mà anh sẽ tạo new lại một cái nhé. Đấy, tạo new một bước đầu tiên nó sẽ như này. Một là chúng ta sẽ đẩy lên cái máy chủ Asus. Nhưng mà hầu như là chúng ta chẳng có cái này. Đúng chưa? Đấy, sử dụng Docker. Thì chúng ta cũng ít dùng cái này. Thứ ba là chúng ta sử dụng cái folder, cái này dùng nhiều nhất. Đấy chưa? Cái thứ tư là web IIS. Thế ra chúng này chúng ta sẽ deploy thẳng lên cái IIS. Đấy chưa? Cái thứ tư là liên quan đến FTP server. Đấy chưa? FTP server. Thì anh dùng nhiều nhất là cái folder này, tại vì chúng ta cứ phải public ở trên máy chúng ta đã, đúng không? Hãy nhìn nó chuẩn chỉ đã chúng ta mới đưa lên. Còn đưa lên trên đây tự nhiên là chúng ta không kiểm soát được nó lỗi thì sao, đúng không? Thì đấy, cái website chúng ta nó bị dừng đấy thì rất là nguy hiểm, nên chúng ta sẽ sử dụng chủ yếu là phần folder này. Khi mà public xong folder rồi chúng ta sẽ copy nó đi đâu thì chúng ta copy, đúng không? Đưa lên máy chủ, đưa lên Asus, đưa lên Docker thì chúng ta tự làm nhé. Ok, chúng ta chọn folder này. Đấy. Thì nó sẽ hỏi chúng ta về cái đường dẫn nhỉ, để folder để lưu thôi. Chúng ta sẽ chọn cái file trong cái đường dẫn này, chúng ta sẽ đây này, và lại đây, hóa học này, co này,
Ok, chúng ta sẽ tạo một cái thư mục nữa ở trong cái folder này, tên là topics. Ok, new folder nhỉ, mình chọn topics này, chọn lại nhé, cho nó chụp sai đấy. Đây, tức là chúng ta chưa chọn đúng không? Chưa chọn đúng không? Ok, ấn finish thôi, finish. Nó sẽ ra một cái cửa sổ này để chúng ta cấu hình thêm. Và thì ở đây chúng ta có cái phần edit lại cái lúc nãy. Yeah, thì chúng ta có thể edit lại. Đang có cái chọn config này, chúng ta có thể chọn debug hoặc là không jQuery nhá. JQuery thì chúng ta sử dụng bình thường thôi. Là có đóng gói hết, thấy chưa? Và không cho debug nữa. Ok, tiếp theo là phần delete, thấy chưa? Nó có xóa cái file đấy không? Ở trong cái thư mục public chúng ta ấy, nó có file hay không? Nếu có nó xóa đi xong nó mới đưa cái file mới vào. Thì anh hay chọn này là chọn true, đấy nhỉ? Chúng ta thường lấy một cái bản nào đây, nó sẽ ở cái này đấy nhỉ? Thường lấy một cái bản mới hoàn toàn đấy, nhiều bộ file cũ thì nó nhỡ đâu nó không chồng thì sao, đúng không? Nó không đè cái file cũ thì sao? Thì chúng ta tự nhiên chúng ta lại phải tắt bình lại. Pre-compile có nghĩa là nó sẽ build lại một lần nữa trước khi mà chúng ta public. Ok, cái này chọn được, chọn được, đúng không? Rồi. Exclude là bỏ những cái file trong folder app data folder đi. Cái này thì không cần đúng không? Đây không cần. Tại vì chúng ta thỉnh thoảng người ta cũng có mà. Bỏ đi làm gì đúng không? Ấn save lại. Đấy, như thế là được. Và bây giờ ta sẽ ấn chữ public ở đây. Nha, public. Đợi một lúc. Anh đợi nó chạy xong không? Anh sẽ hướng dẫn các em một số cái trường hợp nó gây lỗi khi mà phát lệnh này, và chúng ta xem bị lỗi gì. Đầu tiên là build bị lỗi đúng không? Một cái đoạn code bị lỗi là chúng ta không thể build được rồi, là không thể public được đúng không? Không build được thì không public được, thế thôi. Đấy, cái này thì nó cũng nhanh, như lần đầu nó lâu rồi. Đấy, nặng nhất là nó cái copy mấy cái file CK folder, mấy folder mấy là CK editor mà qua chúng ta làm đấy, nó nhiều file lặt nhặt nhỏ đúng không, thì copy lâu một chút thôi. Ok, thế bây giờ anh thử trường hợp lỗi nhá, để phần data nhá, anh để một dấu ở đây, thế là anh lỗi đúng không? Đây lỗi đỏ rồi nhá, anh build này không build được đúng không? Bây giờ anh sẽ public nó này. Đây các bạn thấy là nó public báo đỏ luôn đúng không? Check output này. Đấy chưa? Hoặc dưới này nó có phần output ở đây. À, risk đúng không? Đấy nó báo này. Lỗi đúng không? Có nghĩa là khi mà build mà bị lỗi thì các bạn phải sửa hết lỗi đấy đi. Thì các bạn mới public được. Đấy chưa? Ok, đấy là một trường hợp lỗi đầu tiên. Trường hợp lỗi thứ hai là các bạn sẽ thấy là nó bị mất file. Anh sẽ xóa một cái file gì đấy nha, thì anh xóa một cái file, anh có hai file copy này anh nhá, một file là console, một file là console copy. Thì bây giờ anh ở ngoài anh xóa nó đi. Đấy, anh xóa cái file này, xóa cái file copy này đi, thấy chưa? Nhưng bên trong là nó vẫn hiện này, nhìn thấy không? Nó là ngoài anh xóa rồi nhá, mất file rồi nhá, nhưng ở trong này nó vẫn hiện này đúng không? Thì có nghĩa là file này chỉ có tên thôi nhưng không tồn tại đúng không? Để public này. Đấy, nó cũng rơi một trường hợp lỗi. Thì lỗi này lỗi liên quan đến file. Thì các em mới nhìn cái đây, nhìn cái file nó báo cái này này. Đây. Đấy giờ nó báo là không nhìn thấy cái file này, không file đúng không? Not file asset image control, em cứ đi theo đường link này. Đấy giờ cái đường link này chúng ta kiểm tra nó. Đấy giờ chúng ta kích thử vào được cái là biết ngay và nó không có, nó sẽ báo đỏ này. Thì việc đầu tiên chúng ta xóa đi thôi. Bây giờ cái thứ hai là public lại, không khá là đơn giản đấy chưa, nhiều nhất là hai cái lỗi này. Còn một số trường hợp là lỗi mà cũng không biết là lỗi gì nữa, thì các bạn sẽ nhìn thấy ở trong cái file config nhé, các bạn mở cái file config này, bạn sẽ nhìn thấy hai cái file dưới này, compile compiler này, đấy chưa, hai cái cấu hình compiler ở đây, có nghĩa là nó sẽ có một cái máy, nó có một cái trình biên dịch. Đấy chưa? Trình biên dịch xi thăng thành cái code DLL. Thì các bạn sẽ bỏ này đi.
Đấy chưa? Để vì nó tạo lại. Đấy chưa? Đã, thì các bạn public lại này. Đấy chưa? Gần như là nó sẽ cấu hình lại từ các bạn public, thì các bạn thấy nó lâu hơn lúc nãy đúng không? Đấy. Một số trường hợp nó hay bị như vậy. Ngoài ra thì có thể là các bạn ra hẳn cái folder vào này, folder của web nhá. Các bạn nhìn thấy cái visual này không? Các bạn có thể xóa những cái config này đi này. Đấy chưa? Là cái config này. Đấy, có thể xóa cái thư mục này đi. Nhưng mà ít khi gặp trường hợp này nhá. Gặp trường hợp này là gặp trường hợp khó rồi. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái file đấy, cái public đấy. Đây các bạn nhìn thấy đây. Đấy chưa? Thì tất cả code xi thăng nằm trong controller hoặc cái class thì nó đều quy về hết một cái DLL này. Đấy chưa? Một DLL project. Mỗi một project là một DLL. Đấy chưa? Và trong cái project đấy mình đang using những cái thư viện nào thì nó sẽ nằm ở đây. Đấy chưa? Các bạn chỉ cần thiếu thư viện đây là không được nhé. Đấy thì tất cả nó nằm ở trong cái referral này này. Đấy nhá. Đấy, nói chung là nó public xong như nào thì mình cứ dùng thôi. Rồi, hết bước 1. Đấy nhỉ, hết bước 1. Ở bước 2 chúng ta phải tạo máy chủ. Đấy chưa? Tạo máy chủ chúng ta cũng phải đăng ký, nếu mà trường hợp chúng ta cần thì chúng ta có thể đăng ký nhá. Máy chủ. Chia được thành hai loại là hosting. VPS, ba là máy chủ. Máy chủ ba loại. Đấy nhỉ. Cái hosting này thì nó chỉ là một cái gọi là một phần, gọi là một web chia sẻ thôi. Một cái web chia sẻ, một cái gọi là cái máy chủ chia sẻ các cổng được chưa? Thì cái này nó chỉ cho cấu hình thông qua một cái web web có hình, web có hình, tưởng nó là cPanel đúng không? cPanel đấy. Đấy thì cái này thì nó cũng không hay lắm. Đấy chưa? Cái này nó không hay lắm. Tại vì cấu hình trên cái này nó rất là khó. Thì các bạn chỉ được một web duy nhất thôi. Được một web. Được một web. Đấy chưa? À, một web và có thể là 1 đến 2 dB. 1 đến 2 dB. Thì cái này thì các bạn có thể tự đăng ký đúng không? Đăng ký thì nó sẽ có chỉ là 2, 3, nó tùy các bạn nhé, đúng không? Cái này được cái là giá thành rất là rẻ. À, ngon rồi. Đấy chưa? Nhưng mà khó cấu hình. Khó cấu hình nha. Đấy chưa? Nó phải phụ thuộc vào cái cấu hình có sẵn của người ta. Đấy chưa? Ví dụ bạn muốn cài thêm cấu hình gì đấy là các bạn phải khó. Và tiếp theo là chúng ta sẽ có VPS. Máy chủ này chia sẻ. Cái này thì nó sẽ là một cái máy đúng không? Các bạn dùng máy ảo mà. Bạn hiểu máy ảo không? Máy ảo chúng ta có một máy gốc đúng không? Xong chúng ta tạo ra những cái máy ảo. Thì mỗi cái máy ảo này nó sẽ là một cái VPS. Được chưa? À. Đây này. Cái này thì khi chúng ta dùng thì như máy thật, dùng như máy thật. Hiện tại mình đang dùng cái này. Được chưa? Thì cấu hình dễ này. Cấu hình trực tiếp trên cái Win server nhé, trực tiếp trên cái Win server. Anh hiểu giá khá cao. Được chưa? Còn cái máy chủ vật lý thì cái này thì tất nhiên là chúng ta cũng giống như làm máy thật rồi đúng không? Máy thật đúng không? Máy thật à, cũng cấu hình trực tiếp trên Windows Server.
chắc chắn hàng này thì nó xịn rồi đúng không, giá còn cao đúng không. Có một ưu điểm nữa của cái phần VPS này là nó được hỗ trợ cấu hình, cũng là người ta sẽ cấu hình sẵn cho các bạn, được chưa? Dễ nâng cấp hơn khi các bạn thêm RAM này đúng không, thêm ổ cứng này, thêm nhân này, thêm nhân CPU này đúng không, thì các bạn hoàn toàn có thể đăng ký gói để các bạn cái nhà cung cấp họ sẽ nâng lên các bạn, và việc nâng đấy không ảnh hưởng gì đến cái máy của các bạn. Thì hiện tại thì mình cũng đang hay dùng ở bên nhân mà, mình đang hay dùng ở bên nhân mà. Đây, nhân hòa thì mình cũng đang dùng mấy mấy chiếc đấy, mình đang dùng mấy chiếc ở bên nhân hòa. Đã. Cái dịch vụ một dịch vụ này chúng ta sẽ có phần là dịch vụ máy chủ ảo đây. À, mình đang dùng cái này đấy nhỉ, thì các bạn viết lên cái trang nhân hòa ok, thì nó sẽ nằm trong phần máy chủ này, thấy chưa, đây là cửa VPS này đấy nha, cloud server này. VPS quốc tế là chúng ta sẽ đặt cái máy chủ nó ở một số nước như Hồng Kông ạ, là Singapore chứ quên, Singapore đấy chưa. Thuê máy chủ đã, thuê chỗ đặt máy chủ thôi này, thuê máy thuê đây, thuê máy chặt, thuê thuê chỗ đặt đấy chưa, do mình có máy chủ tự mua rồi mình thuê chỗ đặt thôi đấy, thì các bạn thường này vào cái mục đầu tiên này. Đấy mình hay dùng cái này đấy chưa, hay dùng cái này mấy cái gói này. Đấy, thì các bạn nào làm nhẹ nhẹ đúng không, thì các bạn có thể thử gói này nha, hoặc gói này, gói A là gói B này, gói B là chạy ok đấy, các bạn làm web là chạy ok đấy, mà cái này nó rất là dễ, đăng ký được từng tháng một nhé, các bạn thuê một tháng được, rất là hay. Đấy, trước nghèo nghèo thì mình thuê một tháng đúng không, bây giờ giàu thì thuê 3 tháng 1 để nó có cái khuyến mại ấy, bây giờ mình cho là thuê hiện tại mình thuê toàn mấy năm, thì nó khi mà thuê dài thì được tặng thêm một vài tháng nữa cũng hay đúng không, thêm một số cũng giảm giá nữa này cũng là hay. Đây là VPS nhé, đây cloud server thì nó sẽ cấu hình nó cao hơn đúng không, cấu hình nó cao hơn và nó sẽ được giá tiền cũng cao hơn đấy chưa. Đấy. Đấy. Ngoài ra thì các bạn có thể nâng cấp thêm đúng không, ví dụ chúng ta có rồi chúng ta có thể là nâng thêm SSD này đấy chưa, nâng thêm CPU này, đấy, rất nhiều gói để các bạn chọn để cho nhỉ. Và bây giờ thì hầu như các bạn cái máy này thì cấu hình nó rất là tốt, tại vì nó toàn là dùng cái chip Xenon Gold hoặc là chip Xenon rất là cao ấy, nên là dùng rất là ok, rất là nhanh. Ok, khi bạn đăng ký xong nhá thì các bạn sẽ có máy chủ rồi ra nhỉ, thì các bạn ví dụ như mình sẽ có một cái máy chủ này. Cái máy chủ này thì các bạn cứ bảo họ đăng ký cho cái phần Windows nha. Đây, mình sẽ chốt lại là đăng ký máy chủ Windows Server mà SQL 2016 trở lên, không dùng 2012 nữa nhé, mới có làm tên tên mới mới một chút đúng không, còn cài gì nữa không, cài sẵn SQL server này nhỉ, cài sẵn server này và cài IIS này, đấy bảo họ cài sẵn rồi được chưa. Đấy. Có đăng ký domain thì như thế nào đúng không, thì các bạn cũng thấy là nó cũng chỉ là một cái tên miền thôi mà, các bạn chỉ là đăng ký thông qua nhà cung cấp. Thì các bạn cũng hoàn toàn có thể lên cái trang này trên này đúng không, trên này có đầy đủ hết đấy,
Đây các bạn có thể đăng ký tên miền đây. Đấy chưa? Search cái tên miền gì mình muốn thì mình đăng ký, ví dụ như là lập trình net store chẳng hạn, 2024. Đấy các bạn kiểm tra này. Ok đúng không? Được đúng không? Thì mua luôn. Đấy, tiếp tục vào giỏ hàng. Đấy chưa? Cần tiếp tục thanh toán. Như này đúng không, các bạn có thể là thanh toán bằng Momo, thanh toán bằng chuyển khoản. Thì ra mình hay dùng Momo này vì Momo thì nó tự động, mà khi bạn thanh toán Momo thì nó hoàn toàn tự động hết, nên là chỉ cần các bạn trả tiền xong là kích hoạt dịch vụ luôn, được ngay. Đấy chứ? Còn nếu mà các bạn chuyển khoản qua ngân hàng thì cũng phải đợi người ta check thì mới có thể là ấy được, mới được. Rồi ok thế thôi, khi mà đăng ký xong chúng ta phải qua một cái bước là cấu hình. Yeah, cấu hình domain. Cấu hình domain này, một là chúng ta phải xỏ domain về IP máy chủ. Đấy chưa? Đấy. Thì bây giờ mình sẽ vào một cái domain cho các bạn xem nhé. Mình sẽ vào một cái domain. Đây. Cái phần đăng nhập thì mình sẽ không nói ở đây tại vì liên quan đến phần bảo mật. Đây mình sẽ đăng nhập thử một cái nhá. Như đây. Đấy, thấy chưa? Thì vào cái đường dẫn người ta cung cấp này. À, tiếp theo chúng ta sẽ nhập cái tên miền đây, hoặc email nhá. Tiếp là cái mật khẩu này. Ok, check khi nhớ vào đăng nhập. Đấy chưa? Đấy. Thì ở trong này mình sẽ giải thích từng cái một. Đấy chưa? Đầu tiên là thẻ A. A, đấy chưa? Đây các bạn thấy cái loại bản ghi không? Cái này quan trọng lắm nha. Các bạn mình sẽ ghi rõ đây các bạn nha. Loại. Vì A. À. Nó domain về IP máy chủ. Được chưa? Bạn xem lại nhé. Đây. Đấy chưa? Mình sẽ phải đưa cái virus nó về cái máy chủ. Đấy chưa? Còn đây là domain này. Hot này. Các bạn có thể điền đây, đúng không? Đây này, đây là hot này, gọi loại A này. Đây là anh Phương ID này. Con này. Được chưa? Đấy, và A này, giá trị record thì các bạn sẽ điền IP ở đây. Giá trị TL các bạn để 300 được. 3.600 nhá. Ok chưa? Đấy là kiểu A. Kiểu CNAME. Kiểu CNAME là tên miền dạng tên miền con. Đấy chưa? Có nghĩa là trước cái anh Phương IT thì có những cái gì, đúng không? Đây, ghi ở đây. Bạn ghi xin em thì nó là tiền mình con, thì cái giá trị của nó thì sẽ khác, cái giá trị của nó sẽ ngược hơn khác một chút. Cái host này chính là cái tên miền con đấy nhỉ, cái domain, sub domain, người ta hay gọi là sub domain. Cái value của nó thì nó chính là cái domain này nhá. Ví dụ như mình có trang là bất động sản chấm anh Phương IT ạ. Đấy. Đấy chưa? Thì cái DBS này chính là cái subdomain. Đấy, thì các bạn nhìn thấy chúng ta sẽ cấu hình ở đâu? Đây, chính là dòng này. Này chưa? Thường là dùng hai cái này nhiều nhất, thì có những cái khác thì không có gì đúng nhỉ, có mấy loại đấy đây nhỉ. Đấy, loại. Như ví dụ chúng ta sẽ chuyển hướng này, cái chuyển hướng này thỉnh thoảng cũng dùng, có nghĩa là chúng ta sẽ chuyển nó đi đâu ạ, khi vào link chúng ta sẽ nó chuyển sang cái link nào đúng không, ví dụ vào anh Phương IT nhưng mà lại thật ra lại vào google.com ạ, đúng không? Đấy thì cái đấy cũng hay dùng.
đây mình không dùng đúng không, tự nhiên chuyển đi trang khác làm cái gì đấy, mình giới thiệu hai cái đấy thôi. Ok thế là hết bước thứ mấy rồi, bước thứ ba rồi đúng không, bước thứ tư là cài đặt IIS để public website. Cái này cũng khá là dài nha, thực sự rất là dài. Thì chúng ta sẽ lên một cái máy chủ để chúng ta thử nghiệm nha. Mình sẽ mở cái máy chủ lên cho các bạn xem. Đây là máy chủ của mình không? Đây là cái máy chủ của mình này. Bây giờ đây là mình đã có hai cái màn hình này. Đây mình có hai màn hình này. Thật ra là mình làm nào để kéo về một cái được nhỉ? Solution. Đây. Đúng không? Nó đang nhận hai màn hình đấy. Đấy. Thì nó nhìn nó hơi hơi khó một chút đúng không? Đó mình sẽ kéo nó về nha. Mình sẽ rút màn đi nhá. Xem có về không nha. Rồi ok, chúng ta chỉ có một màn hình thôi. Được chưa? Đây chỉ có một màn hình thôi. Thì nó mới thao tác nó mới dễ được. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ cấu hình IIS đúng không? Cấu hình IIS thì các bạn sẽ cấu hình cái gì trước? Đầu tiên là các bạn sẽ vào cái phần trước khi để có IIS nhé, thì các bạn phải bật nó lên đã. Thì các bạn vào cái phần Server Manager này, Manager. Manager. Ok, Manager. Các bạn vào cái phần tool này. À không phải, xin lỗi. Các bạn vào cái phần local server này. Ở đây phần dashboard này. Các bạn sẽ có phần add role and filter đấy nhỉ. Các bạn chọn phần thứ hai này. Đấy, để bật nó lên. Bạn next tiếp này, bước 1 là next đi này. Bước 2 này, đấy nhỉ, bước 3 này. Đấy các bạn chọn ở đây. Đến bước này các bạn sẽ chọn IIS thì nó có cái mục ở dưới này. Web server bây giờ thì các bạn chưa cài các bạn tích hết vào cho mình nhé, tích hết vào đấy, tích hết vào đây thì mình đã cài rồi đấy, thì nó đã bô xanh rồi đấy, đấy chưa, đấy tích hết vào. Thì các bạn ấn next thôi đấy nhá, cho các bạn cài thêm ví dụ .NET 4.5 đúng không, .NET 4.5 đấy, cài thêm mấy cái nữa. Còn mấy cái này nó mặc định rồi, cái này cũng không phải mình cài đâu, nó mặc định đấy. Các bạn chỉ cài mỗi cái IIS ở ngoài cộng với cái .NET bên trong. Và ok các bạn install là xong. Thấy chưa? Là nó sẽ bật lên được. Thì vào IIS thì một là các bạn sẽ mở này, các bạn gõ IIS. Nó tìm được hay không thì nếu mà tìm được chúng ta vào đúng không? Nó có cái phần máy chủ ở đây. Nên chúng ta vào trực tiếp. Hiện nay mình thấy thấy một số cái máy chủ thì nó không tìm được như thế, thì chúng ta sẽ vào phần tool này nhé. Thì các bạn sẽ có cái phần Internet Information Service, được chưa, viết tắt đấy, là IIS đấy. Đấy các bạn vào đấy thì nó vẫn là cái đấy thôi đúng không, đấy vào đây đây cái chính của chúng ta là cái phần mềm này đấy nhá. Thì cấu hình như thế nào, ví dụ bây giờ mình có một cái web là web lúc nãy chúng ta đang làm đi đúng không? Đây chúng ta đã public ở đây. Bây giờ mình copy toàn bộ cái file này lên. Nha, chúng ta sẽ nén nó lại. Nén được không nén được các bạn copy lên được nhé. Một số cái máy chủ thì chỉ cho zip thôi. Tại vì trên kia nó không giải nén được file được chưa? Thì bắt buộc dùng zip. Chúng ta sẽ đưa nó lên một cái thư mục nào đấy. Thấy chưa? Thì mình ví dụ như mình sẽ đưa nó lên thư mục. Đây, mình sẽ tạo một cái thư mục ở đây nhá. C nhá. Mình tạo một cái thư mục là web nha. Đã, mình đưa cái file này đây. Các bạn phải chuột chọn extra ra. Ok chưa? Được rồi nha. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ có code ấy, chúng ta cần một cái folder để chứa dữ liệu chẳng hạn. Như là folder data chẳng hạn. Mà cái file này cần ghi file thì các bạn sẽ phải cấu hình thêm một chút liên quan đến security. Security đây thì các bạn phải add thêm cho mình cái IIS ở đây đấy nha, các bạn phải chọn chọn thêm này, edit
Đấy đi, chọn add thêm cái ES nhá. Advanced này, chọn Final này. Đấy các bạn sẽ tìm cho mình cái ES, các bạn gõ chữ Y nhá. Đấy nhá, ES issue đây. Nhá, chọn OK. Đấy, OK. Đấy thì khi mà đến này thì các bạn sẽ chọn là allow hết, có nghĩa là cho nó full quyền. Đấy nhá. Full control là có phần modify này, đúng không? Nó phần write này. Rất quan trọng nhá. Và apply lại. OK. Còn các bạn sẽ không upload được file lên máy chủ đâu. Đấy chưa? Đấy, coi như là chúng ta đã có file trên máy chủ. Đấy chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ phải thêm vào IIS cái website. OK, chúng ta sẽ mở cái này ra. Đấy nhỉ, mở này ra. Phần size này chúng ta sẽ add thêm này. Add thêm này. Đó. Ví dụ như là web thực phẩm ạ. Lấy đường dẫn ở chính cái ổ C lúc nãy chúng ta đặt được chưa, web này. OK, tiếp theo cấu hình thì chúng ta sẽ sử dụng cấu hình post bao nhiêu. Ví dụ chúng ta không có tên miền đúng không, thì chúng ta sử dụng bất kỳ một cái cổng ở đấy có bốn chữ số. Bây giờ ví dụ mình để là 2223 chẳng hạn nhá, chúng ta ấn OK. Thế này chúng ta chỉ dùng HTTP thôi chứ không HTTPS được. Đấy nha. Về làm HTTPS thì mình sẽ có những video hướng dẫn riêng, nó hơi dài một chút. OK này. Đấy, thấy chưa? Thì các bạn có thể browse được, browse thử này xem nó chạy chưa. Nếu mà chạy được có những cái website chúng ta đã thành công. Đấy, chạy OK đúng không? Chạy OK. Bây giờ thử ở một máy cá nhân nha. Không phải máy chủ đấy nha. Đây máy cá nhân của mình đây, mình sẽ sử dụng IP này cộng với cổng này, enter này. Thấy chưa, các bạn thấy website nó đã chạy được rồi đúng không? Không, gọi là bằng admin đây, admin home đúng không, home đăng nhập à. Đấy, admin, các bạn thấy là chạy trên máy chủ nó nhanh hơn đúng không? À đây anh PV đúng không? Các bạn thấy là chạy trên máy chủ nó nhanh hơn so với nhiều chúng ta đang code đúng không nhỉ? Tại vì máy máy chúng ta đang code thì nó không không chuyên dụng đúng không, mà nó còn làm rất nhiều tác vụ khác. Đấy các bạn thấy làm này chạy rất là nhanh đúng không? Chạy lần đầu nó như thế này nhá, chạy lần sau các bạn thấy nó nhanh nữa, thấy chưa? Đấy bạn kích lại nha, nó nhanh nữa này, thấy chưa? Đấy, tại vì nó lưu cache thì cái này ảnh hưởng đến là do cái việc chúng ta có nhiều RAM hay không. Các bạn nhiều RAM thì các bạn thấy là website nó có lưu cache và nó sẽ chạy rất là nhanh. Bây giờ gần như là mình chạy phát được luôn đúng không, ấn phát sang luôn tài khoản này, ấn cái này lần đầu chậm chậm đúng không, để ấn quay lại nhá, quay lại phần tài khoản nhá. Đấy, ấn phát được ra luôn, thấy chưa? Nên là bây giờ chúng ta dùng web này cũng khá là nhanh đấy, nhanh thậm chí còn nhanh hơn cả Windows ấy. Còn phần mềm Windows bây giờ có khi là không không sánh được nếu mà máy chủ mình ngon đúng không. Còn một phần nhỏ nhỏ đó chúng ta sẽ liên quan đến việc là nối cái tên miền vào đúng không nhỉ, chúng ta nối cái tên miền vào nhá. Rồi OK, chúng ta sẽ quay lại cái phần quản trị tên miền lúc nãy đúng không nhỉ, trị tên miền. Chúng ta sẽ mở lại cái lịch sử nhá, sử này, lịch sử này. Đây, miền đúng không? Vậy mình sẽ thêm một cái đô miền tên miền con đây thử cho các bạn xem. Mình đặt tên nó là web thực phẩm chẳng hạn. Thực phẩm. Đây là mình sẽ làm kiểu gì? Kiểu CNAME thôi đúng không? Tên miền con thôi mà. Giá trị của mình sẽ là anh phương it.com, có nghĩa là chúng ta sẽ là web thực phẩm chấm anh phương it.com. Rồi ấn tạo. Đây. Đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái máy chủ để ta cấu hình lại cái IIS. Quay lại cái size nha, web thực phẩm nha. Đây quay lại web này. Được chưa? Chúng ta cứ kích ở đấy thì chúng ta sẽ có phần edit lại cái phần building. Bạn nhìn thấy từ building không? Basic setting là liên quan đến phần đường dẫn. Thư mục. Còn binding liên quan đến phần tên miền.
cái cổng này chúng ta có thể để nguyên đấy nhá, để chúng ta làm test được. Mình sẽ thêm một cái liên quan đến tên miền này. Tất cả cái máy chủ nhá, khi mà chúng ta nói đến IP Public Web thì nó sẽ vào cổng 80, mặc định là cổng 80. Còn các bạn nào làm HTTPS như này thì nó sẽ vào cổng 443. Đấy chưa? Thì ở đây mình chưa có cấu hình liên quan đến HTTPS thì chúng ta sẽ sử dụng 80. Và cái host name của chúng ta sẽ điền đúng cái tên domain chúng ta vừa đăng ký đấy nhỉ, là web thực phẩm này, anh Phương IT này .com này. Rồi, ok, đâu lại chúng ta có thể chạy thử cái link này. Đấy, giờ. Đấy, bây giờ các bạn có thể hoàn toàn truy cập được ở dưới đây nha, hoàn toàn phải truy cập được đây nha. Thế là public xong hết rồi, có nghĩa là nội dung khóa học hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây cả khóa luôn. Thì rất mong là cái kiến thức mà mình vừa gửi đến các bạn thì các bạn sẽ áp dụng được và các bạn sẽ có một cái tư duy để học thêm, tại vì tất cả cái kiến thức mà mình đào tạo thì chắc là cũng chưa thể đủ cho các bạn làm chuyên sâu được. Tuy nhiên thì nó cũng là cái kiến thức nền để cho các bạn có thể học thêm nữa, học mở rộng hơn, thấy chưa? Và có thể áp dụng thêm một số sang một số cái ngôn ngữ khác như Java, Python các thứ để các bạn đều sử dụng cái tư duy như vậy. Ok, chắc là chúng ta sẽ kết thúc khóa học ở đây nhá. Bây giờ chắc là các bạn hỏi đáp một chút nhỉ.